bên nhau bạn nhá, bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. Em à, gọi cho anh một đĩa đào nhá, nên đánh bóng anh cùi pha. Không biết còn xương không nhỉ? Hỏng quá. Người gì nhá? Rồi, bước nữa. Cô sinh năm anh ạ. Lưu anh, em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 90. Hả? Anh tên gì? Anh làm nghề gì? Anh à, anh tên Miên. Anh giờ anh chưa làm gì. Anh đang ăn bám bố mẹ. Về vào đi. Ủa, em vừa đi đánh bóng ấy à? Tóc mượt. Em có cái trán cao, rất là thông minh. Trước anh hay chưa bạn anh là kiến vọt lên, không chịu. Ôi ôi, ôi rồi em rơi cái gì đấy? Ôi, già rồi, hơi rít, em phải mang lòng trắng trứng. Đi vào anh. À, anh bảo em khuấy qua cái chậu nhá, anh kiểu này. Vâng ạ. NANI. Ôi trời ơi, em đi đánh giặc em mang cả mướp mà rồi tỏe hai bên thế này. Khoảng cái chậu chưa ấy, khoảng rồi à? Khoảng ấy nhỉ? Để anh kéo ra nhá. Ôi ơi, em đi việc em mang cả chuột cống này. Ôi ơi, chuột ơi, to thế chuột. Ôi rồi ôi, điện giật à, anh ơi, điện giật à, điện giật à, sao đấy, sao đấy, sao đấy. NANI. Anh thì đã đang lênh đênh, đang không tỉnh rồi. Em đi việc em mang cả cái múi rửa bát đi. Dòng gì lớn đừng rồi, không mấy thì cả những lông nhím ấy. Đau quá đâu. Vừa vào phòng nên mùi lạnh không biết. Mẹ kia bảo gọi cho quả nó ấy thì bỏ ra nhìn bởi bãi không thấy đâu ạ. À, xin lỗi em cầm đấy. Em anh thôi đó. Đại ca không chim mưng à? Không, không. 25.000 đi Grab ai về à? Cầm đấy tí bánh chính.